Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì làm việc với Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục Tài chính về tình hình triển khai và tiến độ giải ngân các chương trình dự án trong Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Theo báo cáo của các cơ quan đơn vị, năm 2022 là năm thứ hai triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cũng là năm các đơn vị bắt đầu khởi công mới nhiều dự án. Theo quy định của luật xây dựng, thì các dự án khởi công mới được bố trí vốn đầu năm phải mất thời gian để triển khai đầy đủ các thủ tục, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán công trình mới, đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu thi công. Thời gian này thường mất từ 6 đến 8 tháng, nên tiến độ giải ngân vốn của những dự án khởi công mới sẽ được đẩy mạnh vào những tháng cuối năm. Biểu dương các cơ quan chức năng đã tích cực triển khai ngay từ đầu năm các kế hoạch chi tiêu đã được Nhà nước, Chính phủ giao. Thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong toàn quân, nắm chắc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022. Kịp thời tham mưu, nâng cao hơn nữa chất lượng, đề xuất để Bộ Quốc phòng điều hành ngân sách hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan đơn vị phải chủ động, thực sự vào cuộc để xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo và có trách nhiệm về kết quả giải ngân, hiệu quả đầu tư, tăng cường kiểm tra, giám sát, lựa chọn chủ đầu tư, ban quản lý dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm và đảm bảo tiến độ hoàn thành cả về tổng thể và chi tiết. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh các chương trình dự án phải tuân thủ đúng, nghiêm túc các quy trình, thủ tục pháp luật về đầu tư công và quản lý ngân sách, góp phần củng cố, nâng cao tiềm lực quốc phòng trong tình hình mới.